Cô xin chào các em học sinh lớp 1. Rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chữa bài tập hàng ngày tiếng Việt 1, tập 1 của bộ sách cánh diều các em nhé. Bài tập ngày hôm nay của chúng ta đó là bài số 36. Trong bài số 36, chúng ta sẽ học vần am và vần áp. Vần am gồm có chữ a và chữ m ghép lại, đọc là am, vần áp gồm có chữ a và chữ p ghép lại đọc là áp. Trước khi vào bài, các em hãy điền thứ, ngày, tháng, năm các em được học bài số 36. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần đầu tiên của bài số 36, đó là phần luyện đọc. Ở phần luyện đọc này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc các từ, các câu và đoạn văn có vần am và vần áp. Các em hãy cùng cô đọc. Từ đầu tiên, từ ngáp có chứa vần áp. Các em hãy đọc lại cùng với cô. Ngáp. Từ thứ hai, từ sam có chứa vần am. Các em hãy đọc lại cùng với cô. Sam. Từ thứ ba, xe đạp. Xe đạp có chứa vần áp. Các em hãy đọc lại cùng với cô. Xe đạp. Từ tiếp theo, từ xám. Xám có chứa vần am, các em hãy đọc lại cùng với cô. Xám. Chúng ta hãy cùng nhau đọc các câu văn. Bé và mẹ đạp xe ở bờ hồ. Các em hãy đọc lại cùng với cô. Bé và mẹ đạp xe ở bờ hồ. Trưa hè, bé ngáp ngủ. Chúng ta cùng đọc lại. Trưa hè, bé ngáp ngủ. Chú đô có cơ thể vạm vỡ. Chúng ta cùng đọc lại chú đô có cơ thể vạm vỡ sau khi đã đọc xong các câu hỏi chúng ta sẽ chuyển sang đọc một đoạn văn các em hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn sau đó đọc lại cùng với cô bé nam bị nẻ nam đạp xe ghé nhà bà qua ngã ba là ngõ nhỏ nhà bà bà ở nhà đã làm chè lam cho mẹ và nam bà cho nam sát nẻ và cho bố quả chám cho mẹ chè lam các em hãy cùng cô đọc lại đoạn văn bé nam bị nẻ nam đạp xe ghé nhà bà qua ngã ba là ngõ nhỏ nhà bà bà ở nhà đã làm chè lam cho mẹ và nam bà cho nam sát nẻ bà cho bố quả chám cho mẹ chè lam vậy là chúng ta đã cùng nhau đọc xong phần luyện đọc rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo đó là phần luyện viết ở phần luyện viết chúng ta sẽ luyện viết vần am và vần áp sau đó chúng ta sẽ cùng viết từ quả chám và từ múa sạp các em lưu ý khi viết thì hãy viết đúng điểm đặt bút đúng ô ly và đúng cỡ chữ các em hãy viết thật cẩn thận và nắn nót để bài viết được đẹp nhất sau khi đã viết xong phần luyện viết thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập. Cô có đề bài như sau. Bài 1, em hãy khoanh vào đáp án có từ chứa vần áp. Ở đây cô có 4 từ. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm xem từ nào có chứa vần áp thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đó. Các em hãy cùng cô đọc bốn từ. Từ đầu tiên là từ đạp xe. Từ thứ hai, đồ cổ. Từ thứ ba, cano từ thứ tư ý tứ trong bốn từ này thì các em thấy từ nào có vần áp nhỉ à đó chính là từ đạp xe và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án a từ đạp xe có chứa vần áp bài tập số hai Tìm bốn từ chứa vần am, đặt câu với một trong những từ tìm được. Như vậy, với đề bài số 2 này, chúng ta cần làm hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tìm bốn từ chứa vần am và yêu cầu thứ hai là từ một trong bốn từ vừa tìm được thì đặt câu với một từ đó. Chúng ta hãy cùng làm yêu cầu đầu tiên trước. Đó là yêu cầu tìm bốn từ chứa vần am. Các em hãy viết lại bốn từ chứa vần am mà mình biết vào trong vở. Bốn từ chứa vần am mà cô biết đó là cam, tham, lam và xám. Cô sẽ viết lại các từ này vào trong vở. Và với bốn từ ngữ này, cô sẽ chọn ra một từ để đặt câu với từ đó. Ở đây, cô sẽ chọn từ tham và câu văn mà cô viết đó là câu Chú thỏ nhỏ tham lam. Cô sẽ viết lại câu văn vào trong vở. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 2 rồi. Ở bài tập này, cô tìm được bốn từ có chứa vần am, đó là cam, tham, lam và xám. Câu văn mà cô đặt được đó là câu chú thỏ nhỏ tham lam. Các em hãy viết lại từ ngữ mà mình tìm được và đặt một câu văn với từ đó các em nhé. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với bài tập số 3. Ở bài số 3, cô có đề bài như sau sắp xếp các từ ngữ để hoàn thành câu rồi viết lại ở phía dưới. Như vậy là với bài tập số 3 này, với những từ cho trước, chúng ta sẽ sắp xếp lại để thành câu có nghĩa rồi viết lại vào ô ly ở phía dưới. Chúng ta hãy cùng nhau đi làm bài tập số 3. Với ý A, cô có các từ để, sứ, ở, cam, quả, đĩa. Và với các từ này, các em sẽ sắp xếp thành câu như thế nào nhỉ cô sẽ sắp xếp được một câu như sau quả cam để ở đĩa sứ thứ tự sắp xếp các từ của cô đó là quả cam để ở đĩa và sứ đây chính là thứ tự các từ của cô và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau viết lại câu văn vào trong vở các em nhé chúng ta có câu văn quả cam để ở đĩa sứ đây chính là câu văn đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với câu văn thứ hai với các từ lê thi sạp hà múa và các em hãy sắp xếp lại thành một câu văn cô sắp xếp được câu văn như sau lê và hà thi múa sạp cô sắp xếp lê và Hà, thi múa sạp đây là thứ tự sắp xếp các từ của cô các em hãy cùng cô viết lại câu văn vào vở bài tập của mình chúng ta có câu lê và hà thi múa sạp các em hãy chú ý quy tắc viết hoa đã được học ở bài số 35. Vậy là chúng ta đã cùng nhau viết xong được hai câu văn đầu tiên là câu văn quả cam để ở đĩa sứ và lê và hà thì múa sạp. Các em hãy viết lại các câu văn chính xác vào vở. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu văn tiếp theo. Với ý C, cô có các từ: khám, bà, đi, chở, bố. Với các từ này, các em hãy sắp xếp lại thành một câu văn. Các em đã sắp xếp được câu như thế nào nhỉ? Có thể sắp xếp một câu văn như sau: bố chở bà đi khám bố chở bà đi và khám đây chính là câu văn mà cô sắp xếp được dựa vào những từ đã cho trước các em hãy cùng cô viết lại câu văn vào trong vở bố chở bà đi khám vậy là chúng ta đã cùng nhau sắp xếp xong câu văn thứ ba đến với câu thứ tư cô có các từ như sau tháp lê bộ rùa ở đi với các từ này thì cô sẽ sắp xếp được một câu văn như sau lê đi bộ ở tháp rùa lê đi bộ ở tháp rùa đây chính là thứ tự sắp xếp các từ ngữ các em hãy cùng cô viết lại câu văn vào vở câu văn mà chúng ta viết được đó là lê đi bộ ở tháp rùa như vậy với ý C và ý D, cô và các em đã cùng nhau viết được thêm hai câu văn: Bố chở bà đi khám và Lê đi bộ ở tháp rùa. Các em hãy viết lại các câu văn vào vở để hoàn thành bài tập số 3 của mình. Bài tập số 3 này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi các em ạ. Bây giờ, cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những bài tập tiếp theo.